Ban Thường vụ huyện ủy Thái Lai vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 15 tháng 10 1930, 15 tháng 10 2024 và 25 năm ngày dân vận của cả nước, 15 tháng 10 1999, 15 tháng 10 2024. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống công tác dân vận của Đảng, ý nghĩa lịch sử của ngày 15 tháng 10 truyền thống công tác dân vận và các chặng đường dấu ấn phát triển từ thời kỳ đấu tranh giành chính quyền đến sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Công tác dân vận từ Đại hội 13 của Đảng đến nay và tình hình công tác dân vận 9 tháng đầu năm 2024. Thời gian qua, Ban dân vận các cấp và các tổ dân vận của 94 ấp trên địa bàn huyện Thới Lai đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Công tác dân vận chính quyền ngày càng được chú trọng, nhất là ở khâu tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của chính phủ, bộ giao thông vận tải trên địa bàn huyện. Vì thực hiện xây dựng nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có nhiều chuyển biến, diện mạo nông thôn có sự thay đổi tích cực. Hiện nay quyện có 9 trên 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 9 tháng đầu năm đã vận động xây dựng 123 căn nhà đại đoàn kết, cho tặng hàng ngàn phần quà và thực hiện nhiều công trình phần diệt cầu đường giao thông nông thôn, với tổng nguồn quy động hơn 52 tỷ 300 triệu đồng. Dịp này, Ban dân vận huyện ủy đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân vận của Ban dân vận Trung ương cho ba đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và trao tặng 10 phần quà tri ân ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban dân vận Quyền ủy qua các thời kỳ.